Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy mưa rào và dông xuất hiện vào hôm nay tại nhiều nơi trên địa bàn thành phố đã làm không khí trở nên dịu mát hơn với nền nhiệt duy trì ở mức 24 đến 30 độ. Đêm nay và ngày mai, Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với không khí nóng phía Tây có trục đi qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió lên mức 5.000 m. Nên thời tiết Bắc Bộ đêm nay và sáng ngày mai có mưa rào và rải rác có dông. Riêng vùng núi và Trung Du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Các tỉnh ven biển Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa rào và dông vài nơi. Ngày mai cũng là ngày đầu tiên diễn ra kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2019. Với tình hình thời tiết được dự báo, sẽ tiếp tục có mưa vào ngày mai. Các phụ huynh và sĩ tử tham gia dự thi, đừng quên mang theo ô và áo mưa. Đặc biệt cần lưu ý đảm bảo sức khỏe để kỳ thi diễn ra thành công trọn vẹn. Còn ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết tại khu vực thành phố Hải Phòng đêm nay và ngày mai.